Hello, xin chào mừng tất cả các bác quay trở về kênh YouTube của em Huyền Audio trong video ngày hôm nay nhé. Và tiếp tục tất cả các video thì ngày hôm nay thì bên cả bên em lại tiếp tục lên giới thiệu cho toàn thể các bác một vài mẫu bát để cho anh em cùng lựa chọn. Và trong thời gian vừa qua thì bên cả bên em với những dòng sản phẩm mẫu bát 30, 25, 40, 50 và các cái mẫu phân tần tép neo và các dòng sản phẩm mẫu tép 450, 750 và đặc biệt với những các cái dòng sản phẩm tép leo bi với chất lượng hoàn hảo. Và trong thời gian vừa qua thì cũng có rất nhiều các bác đã tin tưởng và cửa hàng bên em và cũng đã đặt hàng với dòng sản phẩm của cửa hàng bên em. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em sẽ đi vào giới thiệu một số mẫu bát để cho toàn thể anh em cùng lựa chọn các bác nhá. Thì điều đầu tiên thì các bác sẽ vào với một mẫu bát B4S côn 76 từ 190 với dòng sản phẩm mẫu bát này thì nó có giá là 1.600.000 một cặp các bác nhá. 1.600.000 và mẫu bát này thì bên cả bên em sẽ không bao ship cho toàn thể các bác, và các bác có thể quan sát thấy đây là một trong những dòng sản phẩm mẫu bát từ lồi các bác nhá. Mẫu bát từ lồi thương hiệu của bát Tihau và các bác có thể tham khảo các bác nhá. Thì với dòng sản phẩm mẫu bát từ 190 côn 76 và xương bẻ đôi các bác nhá, nhìn này rất là đẹp. Với mẫu bát này thì bên cửa hàng bên em đang bán với giá là 1.600.000 các bác nhá. Đây soi cho toàn thể các bác nhìn về phía mặt bát đây. Mặt bát thì dòng sản phẩm này thì nó là gân vải tẩm dầu ốp lồi và gân xếp đôi các bác nhá. Soi cho toàn thể các bác nhìn chi tiết mẫu bát đây, rất là đẹp các bác nhá. Với 1.600.000 một cặp này thì các bác mua hàng thì có thể liên hệ trực tiếp qua cửa hàng bên em. Và em đọc mẫu bát B4S các bác nhá. B4S này côn 76 từ 190. Đó, giá 1.600.000. Và bỏ qua mẫu bát này thì chúng ta sẽ trở về một cặp bát bát leo, đúng không ạ? Bát leo thì với dòng sản phẩm này là bát leo liền khối các bác nhá. Bát leo liền khối này các bác nhìn này. Đấy. Thì với dòng sản phẩm bát leo 8 lỗ này, 8 lỗ liền khối, và bát này nó là bát 30 côn 76, mã của chiếc bát này nó là 1206F các bác nhá. 1206F vào với mẫu bát này thì nó có giá là 2.900.000, và các bác có thể nhìn các cái xương đúc liền khối các bác nhá. Xương đúc liền khối này, các bác nhìn xương bát này. Và đôi bát leo này thì nó cho chúng ta đó là cái chất âm giải trung ra rất là hay các bác nhá. Giải trung ra rất là hay này. Và các bác có thể quan sát về phía mặt bát, đúng không ạ? Mặt bát cho chúng ta là gân xếp đôi, gân vải tẩm dầu ốp lồi. Và bên trong hình ảnh của dòng sản phẩm này thì em có thể soi cho toàn thể bác nhìn kỹ, đúng không ạ? Nhìn kỹ chất lượng cực kỳ hoàn hảo luôn. 2.900.000 với mẫu bát leo, mẫu bát leo 1206. 2.900.000 các bác nhá. Chốt mẫu bát này gọi điện trực tiếp qua cửa hàng bên em nhá. Rồi tiếp tục đó là một cái sản phẩm mẫu bát NR nữa này. Một mẫu bát NR này thì nó là từ 190 côn 76, mã bát này nó là bát 14LR các bác nhá. Mẫu bát 14LR cũng là xương kép bẻ đôi. Xương kép bẻ đôi. Các bác nhìn xương bát tất cả bằng chất liệu bằng gang các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Em có thể xoay cho toàn thể các bác nhìn và quan sát thấy với dòng sản phẩm mẫu bát xương kép bẻ đôi. Đấy. Và các bác có thể quan sát thấy với dòng sản phẩm này về bên phần bên mặt bát, đúng không ạ? Mặt bát cũng là bát gân vải tẩm dầu ốp lồi. Và với dòng sản phẩm này cho chúng ta đó là cái tiếng bát cực kỳ là lực và tiếng giải trung ra rất là hay các bác nhá. Giải trung ra rất là hay. Rồi tiếp tục này thì các bác sẽ trở về với các cái mẫu phân tần mà bên cửa hàng bên em đang bán, đúng không ạ? Thì mẫu phân tần này thì có soi cho chúng ta đây. Nhìn đây các bác nhìn quan sát thấy phân tần rất là chất, và dòng sản phẩm này thì nó là phân tần nhập khẩu các bác nhá. Nhập khẩu qua kiểm định của rất nhiều các cái kỹ sư thiết kế lên một cái bộ phân tần chống cháy, đúng không ạ? Chống cháy tép có cầu chì các bác nhá. Chống cháy tép có cầu chì. Với dòng sản phẩm mẫu phân tần này ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em sẽ bán cho toàn thể các bác với cái giá là chỉ có bao nhiêu ạ? 650.000, 650.000 các bác nhá. Thì với các cái dòng sản phẩm bên cửa hàng bên em bán cho toàn thể các bác thì các bác hoan hỉ là đi qua
thì mua hàng thì các bác vui vẻ đặt cọc chuyển cọc cho em 100-200 nghìn để bên em sẽ gửi hàng cho toàn thể các bác. Và tiếp tục với một cái mẫu sản phẩm mẫu tép các bác nhá. Mẫu tép đây là mẫu tép JBL. Khi mua hàng của bên em ấy thì bên cửa hàng bên em sẽ có cả phễu, nếu mà anh em nào mà không lấy phễu kèm, đúng không ạ? Nếu không lấy phễu kèm thì bên cửa hàng bên em sẽ trừ cho toàn thể anh em đó là 100 nghìn. Còn cái mẫu tép này thì nó là tép 450 các bác nhá, mẫu tép JBL 450 này. Dòng sản phẩm này thì bên cửa hàng bên em đang chào bán với giá là 700 nghìn, 700 nghìn một cặp, có đầy đủ cả phễu kèm các bác nhá. Hàng này thì nó là cực kỳ là chất luôn anh em nhá, hàng này nó cực kỳ là chất luôn này. Đấy, thì rồi tiếp tục này, các bác sẽ trở về với một cặp tép leo bi, đúng không ạ? Một cặp tép leo bi, đây là cặp tép leo bi này. Đấy, các bác nhìn cặp tép leo bi nhá. Thì dòng sản phẩm mẫu tép leo bi này nó là 7 mẫu 750 nhá, tép 750. Bên cửa hàng bên em đang bán với giá là 1.400.000 coi nhá, 1.400.000 mẫu tép leo bi, đúng không ạ? 1.400.000 có cả họng kèn, nếu mà anh em nào không có không lấy họng kèn thì bên cửa hàng bên em sẽ trừ cho anh em đó là 100.000 các bác nhá, 100.000 đó. Thì các bác đi qua Hoan Hỷ ấn cho em xin một lượt like ở phía dưới nhá các bác nhá, đi qua Hoan Hỷ ấn cho em xin một lượt like ở phía dưới. Và tạm thời em sẽ lên cho toàn thể các bác là một vài các mẫu bát. Thì anh em nào mà có nhu cầu mua bát loa rời thì có thể đến với cả cửa hàng bên em, thì bên cửa hàng bên em sẽ tư vấn cho toàn thể các bác. Rồi, kết thúc video tại đây, thì em cũng xin chào và gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhá.